là một người biết điều nên tôi có rất nhiều anh em tốt. Có người hy sinh cả bản thân chỉ để tôi được vui. Lại buồn tình đấy à? Thôi đừng buồn nữa. Những đau khổ ấy để tôi chịu cho. Chia tay nhá. Có người đã nắm lấy tôi và kéo lên trước khi tôi chìm trong vũng lầy tội lỗi. Em không chấp nhận anh như thế được. Anh có làm gì đâu em. Không làm gì, chỉ nhìn ông lại gái này. Không làm gì à? Ông xem ông lại gái đây này. Thằng Hiếu nó không kể thì ông định giấu tôi đến bao giờ nữa? Chia tay. Còn có người không quản ngại hiểm nguy chỉ để đòi lại sự công bằng cho tôi. Ông phải bảo tôi mất dạy á? Hả? Bố, sao anh gọi người đánh bố tôi? Chia tay. Tôi có rất nhiều anh em tốt, nhưng người yêu cứ lần lượt bỏ tôi mà đi. Kịch bản có đoạn khóc này không nhỉ? Thì sao mà kinh khóc? Như nào? Ông là ai từ đâu bước đến trông như là người di cư? Ông là ai mà sao cứ thích quan tâm việc này riêng tư? Ngắm con thật lâu, con tim ta yếu mềm. Thường lắm cơ. Nói ra điều muốn nước là bụt nên ta làm được. Ở đâu ra cái thằng ngáo ngơ thế nhỉ? Thôi làm phúc, chơi vào tí vậy. Bao người yêu rời xa với lý do bất thình lình theo dài. Ước mình ta là dai sẽ khiến bao em đòi được mang thai. Cũng trong tầm tay ta cho thế giới này. Khắp nơi là nữ giới, còn mình có nam nhì đây. Phải luôn nhớ lấy câu này. Làm gì cũng phải có anh em. Cầm tay anh, dựa vai anh. Vì con trai trên đời mỗi anh muốn mang thai phải không? Nào để anh đàn ông này ôm lấy em. Đồ biến thái, mày là ai? Mọi người ai cũng tự có thai. Thế con trai là ai? Lại thích ăn bạt tai. Ôi thôi ước sai kêu ai. Làm gì phải có anh em. Cho tôi ước lại phần nữa ông ơi. Giờ con mới thực tin bụt bàn những giấc mơ. Con xin ước điều nữa, lần đầu ba ngờ. Được thôi nghĩ thật kỹ, rồi con cứ ước đi. Bụt giờ cái này một tí là được hi hi. Mình muốn con gấu mới trong tay cũng xinh như Ngọc Trinh. Mấy bữa chăn cũng đá luôn em Ngọc Trinh. Trong tay ta có tiền, ta đi cứ ai cũng ngã liền. Vì có tiền là có quyền, bụt ơi có nước thật lắm tiền. Vẽ thường kỳ để mài dô, kiếm tiền đừng chọn đề lô. Sổ số toàn tiền hàng triệu đô, giải độc đắc cầm về thì đây cô. Độc đắc á? Nhìn anh đi em nhà, chung giải vì lót dép con nha. Anh giờ đẹp trai, Limino cũng kém xa. Thật không ạ? Anh trai tốt. Cái gì? Làm gì phải có anh em. Anh em ở đông thế này thì chết à. Cho tôi ước lại phát nữa đi ông ơi. Lại không xong, làm sao đây? Giờ thì con suốt đời FA. Gái luôn đều bằng tai. Cũng giúp con thành ai hoạt ngôn nghe sướng tai đi ạ. Chẳng nghề chi, làm MC chỉ cần dơ lên. Sao mày ngu thế? Nó ước gì mà anh cho à? Nó bảo mày ăn cướp mẹ ngoan à? Lại cả thằng kia nữa. Em ạ à? Mày chỉ cần ước là có người yêu đúng ý là được mà. Cứ lòng và lòng vòng, mỗi việc ước cũng xong. Nhờ. Đấy, tao đã bảo mà. Làm gì cũng phải có anh em. Nếu không có anh tao thì nói nhiều, đi về. Con hiểu rồi ạ. Thế mà con không nghĩ ra. Thì chết rồi. Quên chữ ước rồi. Lúc đầu cũng định dựa trên câu chuyện có thật nhưng mà kể xong thành chuyện bịa mất rồi. Tóm lại video này muốn nói là không phải ước, cứ tốt với anh em đi, rồi người yêu sẽ tự đến. Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Thôi, chơi game tiếp đây, tạm biệt nhá. Sao mày ngu thế? Nó bảo mày làm gì?
nhầm. Đúng rồi. Đúng rồi, anh đã biết nó với anh đi. Quay đi ông ơi, chơi gì chơi suốt thế? À, ỉ thiên 3D ấy. Ờ, chơi cùng đi cho có anh em, làm gì phải có anh em nữa. Đưa đưa máy cho tải. Làm gì cũng phải có. Lỗi nhiều. Chưa, chưa. Làm gì cũng phải có anh em. Nếu lỗi nhiều. Chưa. Nếu không có anh tao thì mà đánh. Trực trực đánh mình ấy. Bao nhiêu lo toan kêu than anh cũng đi lên Facebook kêu. Thì vào new feed giờ đây thành bãi rác toàn phế liệu. Áo đau thương dành cho người thân mình. Ai ai đọc đến đều bất bình. Toàn chuyện khổ đau bớt lên đã sai chẳng cần chứng minh. Dê yeah.